chào các bạn khán giả thân mến của kênh Xem Gì Hôm Nay. Các bạn khán giả thân mến ạ, đã bao giờ các bạn tự hỏi rằng là tại sao số của mình lại đen đến như thế, nhọ như thế và hầm hiu đến như thế hay chưa? Hay biết Xem Gì có lẽ là phải hỏi câu này hỏi đi hỏi lại suốt cả mấy ngày trời liền. Ấy thế nhưng mà các bạn ạ, cái gì thì cái chứ đen đủi nó cũng chỉ có một khoảng thời gian nhất định thôi. Thế nhưng mà mình lại tìm thấy được có những con người cảm giác như cả thế giới là một màu đen tối đối với họ, khiến cho họ không có lúc nào gặp được sự may mắn vậy. Và các bạn sẵn sàng chưa? Ngay bây giờ mình sẽ đưa các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến gặp họ nhé, để xem là họ đã gặp những điều xui xẻo gì. Adopt Sucks. Khi cả thế giới quay lưng. Cha mẹ Adolf Sax là những nhà thiết kế nhạc cụ nổi tiếng, thế nên ông đã tiếp xúc với các dụng cụ âm nhạc và học làm chúng từ bé. Ông đã góp nhiều công sức trong việc cải tiến các loại kèn horn, nâng cấp kèn bass, clarinet. Adolf chính là người đã chế tạo ra kèn saxophone vào năm 26 tuổi, và ông cũng chính là người đầu tiên chơi nó. Thế nhưng mà phải chăng chữ tài liền với chữ tai một vần? Ông đã có một tuổi thơ khá dữ dội, rất nhiều lần suýt bị thần chết mang đi. Ông đã ngã từ lầu 3, đập đầu vào đá. Người ta từng nói chắc chắn là ông sẽ không qua khỏi. Khi 3 tuổi, ông đã uống nhầm axit sulfuric loãng, tiếp theo là cho hẳn một cái đinh ghim vào bụng. Sau đó thì ông suýt chết trong một vụ nổ súng. Điều kiểu gì? Thần xui xẻo vẫn để mắt tới ông khi không lâu sau, ông lại té vào một cái chảo nóng và bị bỏng nặng. Ông cũng đã từng bị ngộ độc, gần như là sắp đi bán muối bởi vì ngạt thở trong chính phòng ngủ của mình. Ra đường thì tai bay vạ gió khi ai đó vô tình ném một viên đá to vào đầu ông. What the hell? Adolf đã có một lần suýt chết đuối. Cuộc đời bi thảm của ông chưa dừng lại. Việc tạo ra saxophone khiến cho ông bị nhiều người ganh ghét. Các đối thủ đã nghĩ ra đủ trò để kiện cáo ông về thiết kế của saxophone, phá mĩnh công việc làm ăn, đánh cắp các thiết kế, dụ dỗ thợ giỏi của ông. Những điều đó đã khiến ông phá sản tới 3 lần. Sau khi bằng sáng chế hết hiệu lực, họ tạo ra rất nhiều loại kèn từ việc chôm chìa ý tưởng và chế tạo saxophone của Adolf. Từ cổ chí kim, có lẽ không ai phải đối mặt với nhiều cái chết hơn là Adolf. Năm 1853, ông phát hiện mình bị ung thư môi. Cuối cùng thì sau cuộc sống nhiều sóng gió của ông cũng đã kết thúc vào mùa xuân năm 1984. Ông ra đi trong sự nghèo đói cùng cực. Tích trữ nước mưa cũng là một cái tội. Có thể đây là một câu chuyện buồn cười nhất mà các bạn được nghe đấy. Ông Gary Harrington đã bị tòa án bang Mỹ kết án 1 tháng tù giam và nộp phạt $1,500, rơi vào khoảng 34 triệu đồng bởi vì tội tích trữ nước mưa làm của riêng. Vụ việc bắt đầu từ năm 2002. Chính quyền bang Oregon đã cho rằng Gary Harrington đã vi phạm đạo luật năm 1925 khi tích trữ nước mưa vào 3 hồ nhân tạo lớn trong khu đất của mình. Tòa án cho biết việc làm của ông sẽ dẫn tới việc thiếu hụt lượng nước mưa để tưới tiêu trong địa phương. Họ còn nói, nước mưa từ trên trời rơi xuống, thế nên nó thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Người dân nếu muốn hứng nước mưa thì phải xin phép. What? Vô lý phải không nào? Kostis Mitsotakis, cả làng trúng số, trừ mình ra. Chính là người đàn ông nhỏ nhất thế giới đây rồi. Vào ngày 22 tháng 12 năm 2011, làng Sodeto ở Tây Ban Nha đã mở tiệc ăn mừng linh đình khi cả làng với 70 hộ dân sinh sống này đã trúng số độc đắc, loại vé Engodo, vé số chỉ phát hành vào dịp Noel. Kostis Mitsotakis, nhà làm phim người Hy Lạp, là cư dân duy nhất trong làng không được hưởng niềm vui trúng số. 250 người trong làng đã trúng $950 triệu, tương đương với gần 21,6 nghìn tỷ đồng. Anh chàng Kostis Mitsotakis bỗng nhiên trở thành kẻ rách rưới nhất làng. Anh lọt sổ bởi vì anh là người duy nhất không mua vé số. Nguyên nhân là do anh ở cách làng 500m, thế nên đã không ai để ý và mời anh mua vé số cả. Tuy không được thần may mắn ngó ngàng, thế nhưng Kostis cũng đã có cách tận hưởng niềm vui riêng. Anh đã làm một đoạn phim về sự thay đổi bất ngờ của ngôi làng. Người dân nơi đây cũng nói rằng anh không giàu nhờ trúng số, nhưng một ngày nào đó anh ta sẽ giàu nhờ tài năng trời phú. Dennis Rossi, được ăn cả, ngã về mò. Vận đen của Dennis Rossi ập tới là do cổ quá tham lam. Khi biết mình trúng số, phần thưởng lên tới $1,3 triệu, tương đương với 29,5 tỷ đồng. Vì không muốn chia cho chồng, nên cô đã giấu nhẹm việc này và đâm đơn ly hôn. Dù không hiểu lý do, nhưng chồng cô, Thomas Rossi, vẫn đồng ý. Tuy nhiên thì gần 2 năm sau, anh chồng phát hiện ra vợ có khoản tiền kếch xù trước khi ly hôn. Quá bực tức vì không được phân chia số tiền đó,
Thomas Rossi đã đâm đơn kiện. Theo luật thì Dennis đã vi phạm luật gia đình, cố ý làm sai lệch số liệu về tài sản. Sau đó thì thẩm phán đã tuyên bố 100% số tiền thuộc về người chồng. Trời ơi, đời nhỏ như lọ mực tàu vậy. Người phụ nữ 5 lần bị bão cuốn mất nhà. Melanie Martinez được coi là người phụ nữ đen đủi nhất đất nước cờ hoa khi bị bão cướp nhà tới 5 lần. Bão Betsy đã phá nát nhà của bà vào năm 1965. Bão Joan 1985 lại thổi bay ngôi nhà mà người phụ nữ này dành dụng để xây. Rồi sau đó thì bão George năm 1998 lại tiếp tục dập nát ngôi nhà của Melanie tội nghiệp. Katrina 2005 lại bắt chước các đàn anh đàn chị phá hoại tổ ấm của bà. Tuy nhiên, thay vì chuyển đi chỗ khác, bà Melanie vẫn bám đất, nhất quyết không rời khỏi quê nhà Louisiana. Cảm động với câu chuyện, chương trình truyền hình thực tế Home Hideous đã tặng bà 20.000 bảng Anh, tương đương với 454,5 triệu đồng để làm vốn liếng. Thế nhưng chỉ 7 tháng sau, ngôi nhà của bà đã bị thổi bay một lần nữa bởi bão Isaac vào năm 2012. Henry Zicklin luôn bị ám ảnh khi mà số phận của anh ta buộc mà anh ta cả đời phải lẩn trốn. Năm 1883, Henry kết thúc mối quan hệ với bạn gái, người tự tử vì quá túng quẫn. Anh trai của cô gái đó rất tức giận và quyết định bắn chết Henry. Người này tin rằng mình đã giết chết Zicklin, thế nên là đã quay sang tự chĩa súng vào đầu mình để kết liễu cuộc sống cho cô em gái. Thế nhưng không hiểu sao, Zicklin vẫn sống. Trên thực tế, viên đạn chỉ sượt qua mặt của Zicklin và găm vào một cây phía sau. Từ giây phút ấy, người đàn ông này tin rằng mình là kẻ may mắn nhất thế gian. Một vài năm sau, Zicklin đã quyết định đốn cái cây mà trên đó vẫn còn găm viên đạn năm nào. Có vẻ như là khá nguy hiểm khi Henry định làm nổ tung cái cây bằng mấy que thuốc nổ. Kết quả là vụ nổ đã làm viên đạn bắn ra, găm thẳng vào đầu của Zicklin, kết liễu cuộc đời anh ta một cách oái oăm. Hiểu kiểu gì? Đúng là chạy đâu cho khỏi nắng. Bị nhầm lẫn là đã chết mặc dù là còn sống. Escudero tới từ Tây Ban Nha không thể gia hạn bằng lái xe của mình bởi vì quan chức cho rằng bà đã chết. Nghe có mùi rùng rợn ở đây đúng không? Để cùng tìm hiểu sự việc thì được biết là vào năm 2010 có một người phụ nữ ở Malaga có cùng họ, tên và ngày sinh trùng khớp với Escudero qua đời. Điều này đã khiến người ta nhầm lẫn và các dịch vụ an sinh xã hội khác của Escudero cũng không thể được thực hiện. Quá chán nản, người phụ nữ 53 tuổi này đã nộp đơn kiện tòa án Malaga và mong muốn khai quật mộ của người đã chết để xác minh rằng mình còn sống. Quả là câu chuyện có 102 đúng không các bạn? Chết rồi mà vẫn bị sét đánh. Trường hợp của Major Summerford, nhân viên chính phủ ở Flanders, Anh, được xem là hy hữu khi bị sét đánh tới 4 lần, ngay cả khi đã chết. Lần thứ nhất, Major bị sét đánh tại cánh đồng Flanders năm 1918 khi đang cưỡi ngựa và may mắn sống sót. Sau đó thì Summerford nghỉ hưu và chuyển tới Vancouver. Vào một ngày năm 1924 khi đang câu cá, Summerford bị sét đánh lần thứ hai. Hai năm sau khi đang đi bộ lúc trời mưa, Summerford lại bị sét ghé thăm. Sau lần cuối bị thiên lôi dọa dẫm, người đàn ông này sống yên ổn và mất đi vì lý do sức khỏe. Nhưng cho tới khi mồ yên mà đẹp, mộ của Summerford vẫn bị sét đánh làm bay cả bia và đá ốp xung quanh. Chẳng biết là ông ta có thù oán gì với thần sấm mà đến ngay cả ngôi mộ cũng không được buông tha. Nữ phục vụ trên 3 con tàu bị đắm. Vào năm 1911, cô gái trẻ 23 tuổi, Violet Jessop, bắt đầu cuộc sống của mình với vị trí là người phục vụ trên Olympic, con tàu du lịch xa hoa với khả năng chở được số lượng khách lớn nhất vào thời điểm đó. Tuy nhiên thì con tàu này bị đắm không lâu sau đó trong một vụ va chạm với tàu Hawke bên ngoài đảo White. Một năm sau, Violet tiếp tục trở thành người phục vụ cho con tàu nổi tiếng nhất lịch sử thế giới, Titanic. Sự bất hạnh lại một lần nữa tới với cô gái trẻ khi con tàu bị đắm sau vụ va chạm với một tảng băng lớn. Trở về từ tàu Titanic khi may mắn thoát chết nhờ thuyền cứu nạn, Violet tới với một con tàu hoành tráng khác thời điểm đó, đó là Britannic. Thế nhưng rồi cũng giống như số phận của hai con tàu trước, Britannic bị đắm bên ngoài hòn đảo Ki, Hy Lạp sau khi đâm phải thủy lôi. Có nghĩa là nếu như sau này có tàu nào mà muốn thuê cô gái này ấy, thì chắc là phải cân nhắc lại rồi. Ở hiền chưa chắc đã gặp lành. Câu chuyện cũ này khiến khá nhiều người khó chịu và tức giận, thay Debbie Steven. Khi bạn tình nguyện tặng một phần cơ thể cho người khác, đồng nghĩa với việc là bạn yêu thương và quý mến người đó như thế nào?
dĩ nhiên là bạn cũng muốn mình được đối xử như vậy. Debbie Stevens đã tặng một quả thận của mình cho Jackie Brosia, 61 tuổi, đồng thời là sếp của cô, khi bà sếp này không tìm được người hiến thận và đang nguy hiểm tới tính mạng. Vì đã cho đi một quả thận, người phụ nữ hai con này gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe nên cần thời gian để tĩnh dưỡng. Thế nhưng mà Brosia đã gọi điện trách móc Stevens vì nghỉ quá lâu, trong khi bà ta cũng đang ở nhà để hồi phục sức khỏe. Bà ta đã sa thải Stevens với lý do là cô không đủ sức khỏe để làm việc. Và nếu như để cô tiếp tục công việc thì các nhân viên khác sẽ nghĩ cô được đối xử đặc biệt. Đúng là không phải cứ ở hiền thì gặp lành đúng không các bạn? Đặc biệt là với các bà sếp này nữa, ăn cháo lại đá bát. Các bạn thấy rằng ai trong số họ là người nhọ nhất trong video này? Qua video trên thì chúng ta thấy rằng vừa buồn cười mà cũng lại vừa thương cho những tấm thân đen đủi này đúng không nào? Các bạn hãy chia sẻ những ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận trong video này cùng với chúng tôi nhé. Và hãy cho Xem Gì Hôm Nay biết chủ đề nào mà các bạn mong muốn chúng tôi làm ở những phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, quyến rũ mê mất loạn nhịp làm tim mê say. Hi, xin chào các bạn khán giả thân mến của kênh Xem Gì Hôm Nay. Cảm ơn các bạn khán giả đã đón xem video ngày hôm nay. Đừng quên cho mình một nút like, share video này và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh. Đừng quên nhấn vào hình quả chuông để có thể nhận những thông báo của video chúng mình vào lúc 11 giờ trưa và 18 giờ tối mỗi ngày. Đừng quên like cả fanpage trên Facebook của chúng mình là Xem Gì Hôm Nay để có thể đón nhận những thông tin thú vị nhất ở trên đó, cùng với tham gia các mini game nhận về những món quà vô cùng hấp dẫn đấy chứ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé. Bye bye.